vậy? Làm gì mà tự nhiên sao mà rau phải trên hơn tôi một tông là sao vậy? Ủa, chị rau thì em cũng có quyền được rau chứ, chị muốn rau làm sao chị rau, em rau làm sao em rau. Ai bánh tét con? Em bánh tét chị, bánh tét của chị ngon ngon thấy không đó, nè thấy không à, ăn cơm à, bánh tét đó. Ủa sao nó nhìn hai bên rồi á, nó bỏ đi vậy? Bán buôn á thì đừng có tranh giành cái kiểu đó, làm cái kiểu đó ai dám mua, người ta sợ sao tao dám mua. Nè bây giờ khách đi ngang, khách nào cũng là khách, ai bán được thì bán được người đó chứ chị nói gì kìa. Ủa anh Sáu, anh Sáu cái gì vậy Sáu, hả? Mua bánh tét của em đi anh Sáu. Ủa bánh tét của em ngon lắm, anh không tin á, anh thử ăn đi. Anh ăn về là tôi thiệt hả, rồi mấy lần sau anh muốn cũng không có nữa, tại vì em cứ bán đợt này thôi à. Biết dạ. Như nhà tôi thì có gói, tôi mua thằng chi tế tôi. Nhưng mà mua một đòn cũng được nữa, anh ăn đi. Từ cái hạt nếp á nha, em đảm bảo với anh á là nếp lúa thơm nhà em trồng luôn. À lúa thơm là đúng rồi. Có nếp là nếp thôi, mày đặt nếp lúa thơm là sao? Thôi. Ủa thì nhà em trồng nếp lúa thơm thì em nói là nhà em trồng nếp lúa thơm. Làm gì có chuyện đó. Thôi, nếp là nếp. Thôi hai người đừng cãi. Nếu mà cô nói á là nhà cô làm á từ cái nguyên liệu là nếp lúa thơm. Dạ. Thì tôi hỏi câu này mà cô trả lời đúng là xác nhận cô đúng là gói theo cái nếp lúa thơm. Đó. Dạ, anh hỏi đi. Hỏi đi ha, cho là im ngậm cái họng nè. Bây giờ á trồng cái giống mà lúa thơm này đó. Dạ. Mà nếp á. Dạ. Thì cái cách phòng trừ sâu bệnh nó như thế nào? Anh hỏi là nguyên nhân gây rầy cho lúa nếp thơm như vậy đúng không? Chính xác. Nè, em nói cho anh nghe, là do mình bón thừa phân đạm và mình phun sớm các loại thuốc có thể gây chết thiên địch. Chính vì vậy, hệ sinh thái thay đổi khiến dịch rầy phát triển. Đúng không anh Sao? À, cô này cũng nói là đúng rồi đó. À, có nhiều người á trồng cái lúa nếp thơm này á thì sợ có rầy, dạ. Sợ có dịch bệnh. Cái là phun thuốc trước. Mà phun á vậy thì chết luôn cả thiên địch. À, thay đổi môi trường. Dạ à, đúng rồi. Rồi cái bắt đầu á là mấy cái con sâu rầy á nó bùng phát lên thành dịch. Đó. Dạ. Thì cô nói trúng rồi đó. Rồi giờ nghe tôi hỏi nè. Dạ. À. Muốn trồng cái loại lúa nếp thơm mà đạt chất lượng cao. À, kỹ thuật bón và cách bón sao mà hiệu quả cao nhất và xử lý các loại thuốc để mà sao cây lúa nó hấp thu để mà nó cho năng suất cao. Biết không? Biết chứ sao không biết trời ơi. Nè, để bảo vệ được thì chúng ta nên sử dụng thuốc dạng rải. Ừ. Rải á, khi dịch rầy mới phát triển, đúng liều lượng, đúng cách để bảo vệ thiên địch. Rải thuốc khác là xịt phun thuốc. Dạ. À, mình rải thuốc mình để nước từ 3-5cm. Rồi mình rải, tránh không có bón thừa phân đạm. Dạ. Thấy không? Đó, thì cái phát huy cái tác dụng của thuốc rải nó cũng giống như là thuốc phun xịt. Đó. Vậy là cô này cô trồng lúa thiệt là lúa thơm. Đó. Dạ, nhưng mà thôi bây giờ xong rồi ha, coi như mình nói bả được rồi ha, bả biết trả lời, bả cũng giỏi ghê. Thôi anh mua em cái ủng hộ cho anh. Ủa, sao được? Anh phải mua bên em chứ. Em trả lời đúng thì anh phải mua ủng hộ em chứ. Một đòn cũng được nữa. Nè, một đòn thôi. Bây giờ tôi nói như vậy nè. Tao ở bán nha. À, chứ nhà tôi cũng có gói mà tôi mua làm chi về sao tôi ăn hết, thấy không? Nếu cho thì tôi lấy nha. Rồi cảm ơn nha. À, ủa gì cũng cho. Ủa rồi giải thích cho đã, mà bà Mộng đâu có bán được đồ bánh tét nào đâu ta. Ây da, khi mà trồng những giống lúa chất lượng cao hay là lúa thơm á, bà con mình thường là bón thừa phân đạm và phun thuốc sớm khiến cho thiên địch bị tiêu diệt, làm thay đổi hệ sinh thái, từ đó dẫn đến là dịch rầy nâu dễ dàng bùng phát. Để bảo vệ thiên địch á, thì bà con nên sử dụng thuốc dạng rải khi rầy vừa mới nở nè, rồi đúng liều lượng khuyến cáo, đúng cách, và nhớ là duy trì mực nước trong ruộng từ 3-5cm để khi thuốc á, tan ra cây lúa hút lên á, sẽ không gây ảnh hưởng đến thiên địch như là thuốc dạng phun, bà con lưu ý nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Atonic Nihon no Asahi Kozo Deno Seihin desu. Sản phẩm chính hiệu Nhật Bản. Atonic ra rễ cực mạnh. Atonic trổ bông đồng loạt. Atonic quăng bông nặng hạt. Chỉ có Atonic có logo ABC mới là sản phẩm chính hiệu Nhật Bản. Atonic chính hiệu Nhật Bản. Xuân tưng bừng cùng ABC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Khi bà con nông dân mua hết 400XC, bùm 650WB, Atonic 1.8XL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải 200 triệu đồng tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải là một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn giải thưởng khác.
chờ gì nữa? Mua hép bơm Atonic ngay để đón thần tài ADC nhé. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.